Dạ con chào sư, cho con hỏi sợ hãi có phải do mình thiếu phước không ạ? Vì sợ hãi nên con không dám làm điều mình thích, hoặc do lo sợ mình không làm được điều đó. Có cách nào dẹp bỏ sự sợ hãi không ạ? Con xin cảm ơn sư đã đọc thắc mắc của con. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nói là một người á, họ sẽ sợ hãi, họ sẽ không sợ hãi khi mà họ là người có cái sự bố thí. Một người mà thường xuyên bố thí, có sự bố thí nhiều thì họ sẽ không sợ hãi khi đứng trước đám đông, khi đứng trước những người quyền lực. Người mà có giới thì họ sẽ không sợ hãi trước đám đông hoặc là trước những cái người quyền lực. Người mà có định thì họ sẽ không sợ hãi trước đám đông hoặc là trước những con người quyền lực. Cho nên việc đầu tiên mình muốn khắc phục sự sợ hãi á, mình phải có được ba điều này. Một là mình phải nỗ lực bố thí. Mà đương nhiên muốn nỗ lực bố thí thì mình phải là người có cái để mà bố thí. Nhưng người đó không nhất thiết phải giàu. Sư vừa đăng một cái video ở trên YouTube, trên Facebook gì thấy một người mà họ biết bố thí san sẻ, họ không nhất thiết họ phải giàu. Rồi đó, giữ giới nè và hành thiền. Có một cái câu chuyện là khi mà sư ở trong một cái hội chúng, khi mà sư đứng lên thì sư có hơi hồi hộp và sư cũng hơi run. Thì khi đó đó sư ngay lập tức sư suy xét về cái giới hạnh của mình, tức là Đức Thế Tôn nói người có giới thì người vị ấy sẽ không sợ hãi trước đám đông. Và sư nhìn xung quanh thì thấy rằng mình là người có giới hơn hầu hết những người xung quanh đây. Thì như vậy thì mình không có lý do gì để mình sợ hãi, và khi đó thì sư vượt qua cái sự sợ hãi khi đối diện đám đông. Rồi ngoài ra thì trong Pháp Cú Đức Thế Tôn còn nói là tham ái sanh sầu bi, tham ái sanh sợ hãi, ai không còn tham ái không sầu đâu sợ hãi. Tức là đôi khi cái vấn đề của mình nằm ở chỗ là mình, cái gốc của nó là do mình tham ái, do ái dục, ái nhiễm. Chính vì nó cho nên mới đưa đến sự sợ hãi. Thì khi mình biết rồi thì mình diệt trừ cái tham ái đó thì tự nhiên là không còn sự sợ hãi. Ngoài ra còn có bài kinh Khiếp đảm và sợ hãi trong Trung Bộ. Thì Đức Thế Tôn cũng nói là có những trường hợp mà mình run sợ, có những trường hợp mình không run sợ. Thì ví dụ như một vị gọi là ác giới, một vị còn tham dục, một vị không có sự nỗ lực tinh tấn, vân vân. Thì muốn biết thì có thể xem lại cái bài kinh này, và sư đã có dạy cái bài kinh Khiếp đảm và sợ hãi rồi trong cái phần kinh Trung Bộ. Thì quý vị xem xét lại coi là mình có rơi vào những trường hợp đó hay là không. Ngoài ra trong Tăng Chi Đức Phật còn nói là một người họ sẽ sợ hãi, đặc biệt là khi mệnh chung, khi họ làm ác quá nhiều hoặc là làm thiện quá ít, hoặc là họ còn có một sự nghi hoặc, thì đó là những nguyên nhân sẽ đưa đến sự sợ hãi. Ngoài ra sự sợ hãi còn có thể bắt nguồn từ việc là mình không có kỹ năng, không có sự nắm chắc, thì mình sẽ sợ hãi. Còn nếu như mà mình đã có đầy đủ những kỹ năng rồi thì mình sẽ không có sự sợ hãi. Đương nhiên ngoài ra thì người ta còn sợ hãi trước cái chết, sợ hãi trước sự hiểm nguy, sợ hãi trước tiếng động, vân vân. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tương có chia sẻ và bổ sung gì thêm hay không? Kính thưa
Đại đức kính thưa quý vị, thì Đại đức hành đại trả lời thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị, thật vậy thưa quý vị, thật vậy. Đúng là ở trong tăng chi, ở trong tăng chi á, tăng chi 4 chương 4 pháp thưa quý vị, 4 pháp, 4 pháp. Có 4 pháp như vậy, thì là Đức Phật đã nói rất là rõ, 4 sức mạnh tinh thần, nỗ lực để thắng phục nỗi sợ hãi. Đó là gì? Thứ nhất là sức mạnh trí tuệ. Là trí sáng suốt để thông hiểu mọi việc, từ cách ứng xử đến sự tu tập, đó là sức mạnh. Thứ hai là sức mạnh chuyên cần, là sự nỗ lực cố gắng kiên cường bất thối trước mọi hoàn cảnh, không tách trách một phận sự, đó là sức mạnh. Và cái thứ ba là sức mạnh vô tội, đó là thân khẩu ý mình trong sạch, nó không mắc lỗi lầm, không bị khuyết điểm, đó là sức mạnh. Đó là như Đức Hành Tại nói, vậy đó là giới đó, nó gọi là vô ý đó, không vô ý thí đó, vô ý đó. Và cái thứ tư là sức mạnh nhiếp pháp, là sao, là có mình có đủ bốn đức, là bố thí, ái ngữ, lợi hành, bình đẳng, để nhiếp phục nhân tâm, đó là sức mạnh. Thì cái này Đức Hành Tại cũng có nói nãy vị đó, nghĩa là kêu bố quan trọng là cái bố thí. Thì trong kinh có giải rằng là người mà có bốn sức mạnh này nè sẽ thành tựu sống an ổn và thoát khỏi năm cái sự sợ hãi. Có nghĩa là nếu quý vị tu tập bốn cái pháp để thắng phục nỗi sợ hãi này nè, quý vị sẽ thoát khỏi năm sự sợ hãi luôn nha. Sợ hãi gì? Sợ hãi trong việc nuôi mạng nè, sợ hãi sợ tai tiếng thị phi, sợ bị nhút nhát giữa hội chúng, sợ sự chết và sợ sanh khổ cảnh. Đó là cái giải pháp mà trong chính kinh Đức Thế Tôn ngài nói rất là rõ. Nói chung mình chỉ cần mình nghe đi nghe lại rồi mình cố gắng thực hành thì mình sẽ đạt được sự an lạc ngay trong đời này và trong những đời sau. Quý vị, ta cũng xin được kết thúc phần trả lời hỏi này.